200 mét vuông đất luôn. Lần trước thì ba mẹ của Trinh là 300 mét vuông đất. Thận thấy giống như là Thận giống như là xin nhiều quá cô chú anh chị. Mà được đất này là lý do là do anh xin hay sao? Dạ không, cũng một phần là anh xin, là một phần coi như là anh đơn thúc đẩy quá. Lại là Thận cộng lại hết trơn tiền là 113.500.000 của chú anh chị. Số tiền này cũng chưa có đủ. Thận nghĩ là nếu mà nhưng mà người ta có đo không? Người ta nói người ta đo nhưng ba nói là cho 200 mét. Wow. Quá sướng luôn. Mới đo từ miếng đó đó thẳng bển vuông đi nè, miếng vuông này. Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. Hôm nay Thận cộng cái số tiền phía bên em tiền lại thấy cũng khá rồi. Thận mời anh thầu tới cũng như là hợp đồng với lại coi cái, xây dựng cái căn nhà ra thế nào. Rồi anh thầu tới luôn rồi kìa. Rồi chào anh thầu nha. Đo chưa? Nãy giờ đo chưa? À đó, hợp đồng với cô luôn đi, cô là người cho đất á. Rồi chào tiên. Dạ chào anh Thượng. Ừ. Rồi bây giờ mình làm việc luôn đi ha. Dạ. Giấy tờ đất rồi sao mình làm giấy chưa? Giờ đang làm đó. Bây giờ đang làm hả? Thờ ấp trứng rồi xã thì đang làm đó. À. Thì em ở đây á thì không có đất. Thì em về đây á thì không có còn ở với chồng nữa, thì cô và cô mang về. Năm nay đó là 6 năm rồi cô chú anh chị. Thì bây giờ thì cũng có cái cơ duyên Thận tới đây giúp á. Thì mới đầu là cứu đói cứu khổ, nhưng mà cũng em cũng sau một thời gian thì em cũng có duyên với cô chú Mạnh Thường Quân. Thận cộng ra số tiền cũng khá. Hôm nay Thận mời thợ tới thì trong thời gian mà giúp đỡ thì cũng động viên cô. Cô cũng cắt một phần đất nhỏ nhỏ để cho em. Thì hôm nay Thận mời anh thầu tới để giúp cho em một cái căn nhà che nắng che mưa. Vậy thì bây giờ làm mình đang làm phải không cô? Đang làm bị xả. Dạ. Rồi thì nhưng mà người ta có đo không? Người ta đo nhưng ba nói là cho 200 mét. Wow. Quá sướng luôn. Mới đo từ miếng đó đó thẳng bển vuông đi nè, miếng vuông này luôn. À, là cho 200, quyết định là cho 200 mét ha. Chúc mừng em nha. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Vậy là chú thông qua chú luôn rồi đó hả? Rồi. Rồi vậy đó hả? Rồi. Làm giấy rồi mà. Rồi vậy là nuôi gà nuôi vịt thoải mái luôn rồi. Vậy thì bây giờ cái phần đất đó thì chừng nào xong cái mình cắm 4 cây trụ cọc luôn ha cô. Rồi vậy thì xong cái phần cô đi. Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn chú nghe. Rồi còn cái phần anh thầu ha. Hôm nay thì em dở sổ ra em cộng lại. Kính thưa tất cả quý cô chú Mạnh Thường Quân, Thường xin được phép đọc danh sách của cô chú Mạnh Thường Quân với lời cộng số tiền luôn. Thì xem coi có đủ làm cái căn nhà cho em hay không. Hôm trước á, thì Thận còn giữ tiền là 50 triệu với lại em tiền là giữ là 36 triệu đúng không? Dạ. Cộng lại là 86 triệu. Tiếp tục hôm nay Thận giữ Thận nhận được tiền của cô chú Mạnh Thường Quân nữa là chị Mỹ Xuyên ở bên Nhật ủng hộ là 20 triệu, chị Phương Trương ở bên Úc ủng hộ là 5 triệu, tiếp theo là chị Cẩm Vân ủng hộ là 500.000, em Diễm Ngân ủng hộ là 2 triệu. Rồi Thận cộng lại là 50 triệu. Là ra là 77 triệu 500 ngàn. Cộng tiếp số tiền là 36 triệu tiền của em tiền đang giữ là 113 triệu 500 ngàn. Đương nhiên thì với cái số tiền như thế này á, thì hôm trước có cái nhà giống như nhà của em Trinh ở chuồng heo của chú anh chị. 116 triệu 500 ngàn vẫn chưa đủ. Mà hôm nay nó ít hơn nữa. Thì trong thời gian mà chờ đợi để động thổ để lấy ngày đó. Nếu Thận nhận được tình thương của cô chú Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho em tiền có một cái căn nhà che nắng che mưa tốt hơn thì Thận cố gắng chi cập, coi như là tiền được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu đó cô chú anh chị. Cái căn nhà mà phía bên em Trinh ở chuồng heo đó là 116 triệu 500 ngàn. Thì tính ra cái giá đó thì anh bị hụt cái tiền, phải bù tiền nhà thêm. Còn nếu mà lấy giá chuẩn luôn cái giá cái nhà y chang như vậy anh phải lấy giá bao nhiêu? Ý là những hổm bù lỗ 8,5 là 125 triệu. Dạ. Nhưng mà nhà này cất y chang như nhà của em Trinh hả? À,
À, ví dụ như làm y chang. Ý làm y chang đó thì cái nhà này phải tầm 135 triệu. Tại vì ở đây là đất là bác với em Tiền đây nói là đất thấp lắm, miễn nước lớn là ngập, lớn ngập. Cho nên là cái nền nhà này là phải nằm cái nền 5 tấc. Là anh phải xây 3 cấp. Nó cho nên là nó nặng cái tiền xây gạch, gạch thêm nè, rồi tiền bơm cát đồ nặng hơn. Dạ. Hôm trước rồi, là mình nhà này sát giá luôn nè, cũng như tiền này kia nó là cũng 135 triệu. À. Là nó giống nhà cũng như của em Trinh. À. Còn nếu mà không đủ tiền thì trong thời gian chờ đợi, nếu không đủ tiền thì anh giật bớt lại, bớt bề dài lại. À. Thì nếu bớt bề dài lại một phòng thì chắc cũng tầm là 120 triệu. À, giờ bây giờ mình làm anh đo giùm em là bớt một cái phòng ngủ đi, chứ cái giá tiền này thì... Nhưng mà anh nói là mấy cái phòng đó nghe. Tại cái đường đây mà xe nó chạy vô xa quá, mà anh chưa cái việc tư vô thử nó có ăn dài thêm không nè. Cái đường này khó đi quá, đường xa quá còn khoảng 200 mét. Thì để anh coi thử coi. Quay thử cái đường đi, mình đi ra mình coi cho khán giả coi cái luôn đường đi. Chạy vô không được, phải đổ ngoài kia rồi phải để xe vô. Thôi bây giờ bây giờ vậy đi, hai anh em mình khoan ha, nói giá đi. Bây giờ anh cứ đúng rồi, tính cho em một cái căn nhà là một phòng ngủ thôi đó, còn lại thì giống y hệt mấy cái kia hết. Có thể anh thiết kế cái nhà cái kiểu đẹp hơn nữa cũng được anh. Đúng rồi, nhưng mà anh bây giờ anh cho cái giá là tầm vậy đó, còn mình để cái còn cái đường này với nó đường như nè, cả nói cái đường như vậy nè, xe cái vô không được cô chú anh chị. Phải đổ lúc ngoài kia. Nó trúng mấy cái gốc dừa của người ta, mà dừa của người ta mình không có được cưa nữa. Cho nên là cái đường này đổ lúc ngoài kia. Cái đường này vô không được cô chú anh chị. Thế mà đây ra ngoài khoảng 200 mét vậy đó, chứ không vô được, phải đổ ngoài xa, phải đẩy xe vô lên. Trong cái thời gian chờ đợi thì anh về nhà anh tính kỹ lại cái giá đi. Bây giờ mình bớt một phòng ngủ. Rồi ở trong đó thì đầy đủ nhà bếp với lại nhà vệ sinh với lại một phòng ngủ, một phòng khách. Thì anh có thể anh cho em một cái bản vẽ cái kiểu nhà nó như là 4 mét 10 mét. Dạ. Yeah. Ờ mình giật lại đi. 4m 10m ha. Thì ví dụ giờ 4m mà 12m. Dạ. Thì 135. Dạ. Còn 4m 10m thì là 120. Nhưng cái đó là anh cho biết cái giá vậy mà để anh gọi vật tư nó có ăn tiền dây thêm nữa. Dạ. Chứ tại cái đường này khó vô mà xa quá. Dạ. Thì cái phần mà ví dụ có chút đỉnh là anh báo em sau. Còn dạ. Phần trước này chắc tầm đó đó. Vậy thì cô chú anh chị ơi, tạm thời thì cái giá để anh thầu ảnh về anh chia cặp lại, chuyến này là chia cặp cho kỹ đi nha, đừng có để lỗ giống như vừa rồi mà cũng không mắc không rẻ nữa, nói chung là cũng không có muốn ăn lỗ nữa ha. Kinh nghiệm lần trước mắt thì anh coi đường coi là nó ăn dai thêm bao nhiêu. Cái thứ hai nữa mà khi mà em đã cho anh hợp đồng anh làm á thì anh chạy đặt tư liền này em phải chuyển tiền giùm anh cho người ta 50 triệu. Dạ. Cho người ta lấy giá chết rồi nó có lên người ta vẫn lấy giá đó. Dạ rồi, dạ rồi. Vậy là cho mình khỏi có bị lỗ. Rồi bây giờ em dặn trước ha. Thì cho dù ví dụ như giá cả như thế nào, có lỗ như thế nào, sắt mình không có thể nào giật được, có gì thì báo cho em nha. Rồi, ok. Thì Thuận chia cập lại là với anh thầu cho rõ luôn là sắt mình làm là chuyến này là mình xài nhà như vậy thì em thấy là cột sắt 10, đà sắt 10, tất cả là 4 cộng hết nha, chứ không phải là một cộng sắt mà dí vòng vòng nói là nhà có sắt Thuận cũng không chịu nữa cô chú anh chị. Là cỡ nào là cũng phải 4 sắt, em sẽ quay hết. Ok ok. Đó chứ anh nào anh không có làm cột cổ dê đồ đàng hoàng hết. Thì cỡ nào cỡ cô chú anh chị nhà là phải chắc ăn. Thì với cái căn nhà như vậy thì vài ngày nữa thì em với mẹ đi. Yeah. Em với mẹ coi ngày nào tốt, nhắm là động thổ tốt ngày á thì báo cho anh thầu tới, anh thầu để lấy ngày ha. Yeah. Rồi mình tiến hành làm, cũng mùa mưa tới rồi. Yeah. Mà bữa nay hai nhỏ đâu rồi? Dạ hai đứa nhỏ đi học hết rồi. Ồ vậy đó hả? Dạ. Rồi Thuận xin chốt lại là Thuận cộng lại hết trơn tiền là 113 triệu 500 ngàn của chú anh chị. Số tiền này cũng chưa có đủ. Thuận nghĩ là nếu mà giật xuống một phòng vẫn cũng còn thiếu. Nếu gia đình của em Tiền nhận được thêm tình thương của quý cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả thêm nữa thì Thuận sẽ sẵn sàng đồng hành cho nó cái nhà nó hoàn thiện hơn đó cô chú anh chị. Còn nếu không đủ thì chắc Thuận sẽ tính bằng kiểu là sẽ giật xuống đó cô chú anh chị, giật xuống một phòng ngủ lại. Dạ. Giật mọi thứ lại đó cô chú anh chị. Nếu mà giá 100 giật là phòng lại, giật sân nước lại. Đó. Hay là giật cửa sắt lại làm cửa bằng toan, ví dụ bằng cái giá này. Dạ. Thì phải giật mấy phản kia lại. Dạ. Còn nếu mà mạnh thường quân có cho thêm được đỉnh thì làm hoàn thiện luôn. Dạ nãy anh thầu cũng gợi ý là khoảng là 120 triệu ha.
120 triệu. Khoảng đó thì nhà gồm có là anh kể cho cái một cái hàng 3 1 mét, một phòng khách 3 mét rưỡi, một phòng buồng, một toilet, một bếp, tất cả là sơn nước. Sơn nước bên trong. À, sơn nước bên trong, bên ngoài quét dâu với lại pha xi măng. Có la phong luôn. Có. Rồi nhà bếp đồ này nọ đầy đủ đó, cho nói chung là giao chìa khóa là ở đó ha. Rồi đúng là cũng như nhà của em Vinh ơi, cũng có la phong rồi cũng điện đèn nào đi. Dạ. Chú đáo đàng hoàng. Rồi tất cả là giao chìa khóa là ở. Rồi anh thì ăn cơm tự túc luôn, chứ không phải là ăn cơm với em tiền. Anh có cái nhà cái phía hôm bữa hai anh em mình gặp là xong chưa? Chưa đâu, nhà đó làm qua buổi năm rồi. Bữa là nghe chia sẻ nói là có thể là cất 3 căn như vậy lượt phải không? Lên đây là đội hình của mình lên đây là cất được phải không? Được. Với cái nhà vị trí ở đây thì cất khoảng bao lâu mới rồi ạ? Cái này mà nếu mà tại vì anh thì cũng chia thợ ở đây mưa gió thì anh làm chắc cũng khoảng 20 ngày. Còn nếu mà cái nhà mà anh thợ anh không làm kẹt nhà khác mà đông thì nhà này anh làm từng lễ xong. Vậy hả? Với thợ cả 20 người mấy người được. Vậy thì bây giờ mới đưa lên 5-7 người và anh làm chắc cũng 20 ngày. Rồi thì bây giờ thì tạm thời vậy đó cô chú anh chị. Nếu thuận nhận được duyên của cô chú Mạnh Thường Quân tới gia đình nữa thì Thuận sẽ cố gắng làm cái nhà nó hoàn thiện hơn. Còn bây giờ thì với số tiền này thì Thuận tính nhẩm nhẩm như vậy thôi. Bây giờ thì thứ nhất là ở đây em với mẹ em là cái phần giấy tờ đất nè. Dạ. Thứ hai nữa thì anh coi cái ngày tốt để anh thầu tới để động thổ lấy ngày. Dạ. Để làm đà đồ này nọ nhiều lắm. Rồi cắm cọc. Dạ. Cắm cọc ranh ha. Dạ. Để nấy xong đi rồi cái em đi mua trụ đá về rồi đo, mình đo phỏng trước đi rồi sau này bên ủy ban bên xã mà nó làm giấy xong á rồi cái người ta có vô đo thì lúc đó mình cầm lại, giống như là giờ tự mình đo nữa người ta đo lại á thì miễn có không chính xác á thì mình nếu vậy mình thang hả, cầm trụ mình cầm với cái cây sơn màu đỏ là được rồi. Dạ. Chừng nào là chính xác luôn mình cầm trụ ha. Dạ. Sẵn mấy anh thầu đây anh cầm cho. Dạ. Có cái ranh rồi cầm nhanh mà. Phía bên em là còn giữ là 36 triệu. Dạ, 36 triệu. Ờ, nếu mà có gì á thì anh thầu tới đây, anh không có mặt đây thì ứng cho anh làm đỡ trước luôn nha. Dạ. Rồi. Thì khi nào cần á, anh có khi nào cần anh cứ nói với em rồi em sẽ đưa. Thấy hiện tại giờ là tâm trạng mình thế nào, kể anh biết rồi. Dạ, em mừng lắm, tại vì em có nằm mơ vậy em cũng mới nghĩ được là em có được nhà nữa. Giống như là em không có nghĩ là Mạnh Thường Quân cô chú sẽ cho em số tiền nhiều tới như vậy luôn á. Ừ. Em làm cũng không biết khi nào mà em mới được số tiền nhiều vậy. Rồi. Hồi đó thì em không có cầm được số tiền nhiều luôn á. Em cũng cảm ơn là cô chú Mạnh Thường Quân ở trong và ngoài nước để giúp đỡ cho em cái số tiền. Giờ bữa nay anh Thầu với lại anh Thuận tới đây em mừng. Ừ. Thôi cũng cố gắng lên ha. Dạ. Thì em là nuôi hai người con là ăn học cũng rất là giỏi đó cô chú anh chị, có giấy khen hết trơn á. Rồi cái cuộc đời của em á thì em còn phải bị ghen ngược lại đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể xem lại cái phần trước. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, với Mạnh Thường Quân Diệu khán giả cũng tiếp lời với gia đình của em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị Mạnh Thường Quân đã thương yêu gia đình ủng hộ cho em một số tiền cũng khá là lớn. Thì đương nhiên thì có cái căn nhà thì với cái giá cả bây giờ á thì Thuận công bố lại là 113 triệu 500 ngàn. Số tiền này vẫn chưa đủ nhưng mà nó cũng gần đủ rồi cô chú chị, còn chút xíu nữa ha. Nếu gia đình của em nhận thêm được cái tình thương của cô chú Mạnh Thường Quân thì Thuận sẽ cố gắng hết mình đồng hành cùng anh thợ để làm cho cái căn nhà nó tốt hơn. Thuận cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn là số tiền là của chị Mỹ Xuyên ở bên Nhật, chị Phương Trương ở Úc, chị Cẩm Vân, rồi em Diễm Ngân. Xin gửi lời chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Hôm nay Thuận nhận thêm được một số tiền nữa để cộng thêm mới ra được số tiền này, mới mời thợ được. Trước khi khép video lại một lần nữa, Thuận xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị Mạnh Thường Quân đã thương yêu gia đình của em, gửi tiền giúp đỡ cho em trong suốt thời gian vừa qua. Em được xóa nợ nè. Rồi em cũng có cái cơ duyên mà đi trị bệnh cái bú cổ này của chú anh chị. Nhưng mà bác sĩ khuyên ở nhà, điều trị ở nhà được. Thì em cũng tội nghiệp, em dành dụm tiền lại, không có dám xài. Chính vì vậy mới còn được cái số tiền cộng lại mới được 113 triệu 500 ngàn này của chú anh chị. Thì em cũng mong muốn có sửa chữa được cái căn nhà nó che nắng che mưa tốt hơn. Thì Thần cũng cố gắng hết mình.
để giúp cho em, cũng giống như là cái nỗi niềm mơ ước của em, để em chăm lo mấy nhỏ ăn học có cuộc sống tốt hơn bây giờ. Thận chân thành cảm ơn quý cô chú mạnh thường quân rất là nhiều. Thận cũng xin khép video lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thôi anh về ha. Dạ. Con về ha cô. Vậy anh Thầu cứ bàn tính đi ha, bàn tính với gia đình ha. Có gì á. Dạ dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Trời ơi, 200 mét vuông đất luôn. Lần trước thì ba mẹ của Trinh là 300 mét vuông đất. Thận thấy giống như là Thận giống như là xin nhiều quá cô chú anh chị. Mà được đất này là lý do là do anh xin hay sao? Dạ không, cũng một phần là anh xin, là một phần coi như là anh đơn thúc đẩy quá. Dạ cô ơi, cô có giận cô không? Hay là cũng thúc đẩy quá cô cho. Không hết giận chị. À, con nói chơi thôi chứ Thận tìm hiểu á, gia đình của em ở đây á, là chính quyền địa phương ở đây á. Đáng lẽ hôm nay Thận mời luôn đó cô chú anh chị, mà Thận gọi cô chú cán bộ ở đây là nói là cứ giúp đỡ, yên tâm giúp em đi. Tại vì lý lịch của em ở đây rất là tốt, em có sổ hộ nghèo rồi đầy đủ luôn đó cô chú anh chị. Bà con lên sớm ở đây ai cũng thương hết, cho nên Thận sẽ tới quay luôn. Rồi Thận xin hẹn gặp lại quý vị trong clip sau.